trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc diễn ra vào 18 giờ 35 ngày mùng 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam trên sân Đại Liên Sports Center Trung Quốc. So với danh sách đội tuyển Việt Nam thường được triệu tập dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, những năm trước, danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu trong những ngày FIFA đây Tháng 10 có nhiều sự thay đổi, thủ môn Trần Nguyên Mạnh không còn được gọi triệu tập các hậu vệ đoàn văn hậu Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh không có mặt còn trên hàng công, chân sút Nguyễn Công Phượng không được gọi lên tuyển trong đợt này. Ngay cả thủ môn Đặng Văn Lâm cũng không còn chắc suất thi đấu chính thức. Sau khi thủ môn mới Nguyễn Đình Thiệu thể hiện xuất sắc ở trận đấu gặp Palestine hồi tháng 9, tương tự như thế, trên hàng tiền đạo, chưa chắc chân sút Nguyễn Tiến Linh được ra sân ngay từ đầu, không còn đoàn Văn Hậu, khả năng cao Phan Tuấn Tài sẽ được sắm vai hậu vệ cánh trái, còn Võ Minh Trọng sẽ được đá ở cánh đối diện thay thế cho Hồ Tấn Tài và Vũ Văn Thanh. Còn trên hàng tiền đạo, Nguyễn Văn Tùng nhiều cơ hội sẽ được đá chính trong khi tiến linh có thể ngồi dự bị cho chân sút của câu lạc bộ hà nội